30 năm hang đá sống ở Postumia, Slovenia. Lễ Giáng sinh năm nay, dân chúng vùng Postumia ở Slovenia mừng kỷ niệm 30 năm trình diễn hang đá sống. Đây là một trong những cảnh trình diễn hang đá sống nổi tiếng nhất thế giới trong các ngày từ 25 đến 30 tháng 12. Cuộc trình diễn dài 5 cây số, gồm 16 cảnh kinh thánh, kéo dài 90 phút, với sự tham gia của 150 diễn viên và nhạc sĩ. Vẻ đẹp của vùng đá vôi được chiếu sáng bởi 2.100 đèn pha dọc các hang đá tự nhiên dài 24 cây số trong vùng Postumia, từ lâu đã là một trong các nơi du lịch nổi tiếng tại Âu Châu. Với nhiệt độ 10 độ C trong mùa đông, quang cảnh thinh lặng rất thuận tiện cho bầu khí trầm lắng chiêm niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô nhập thể, đem ánh sáng đến cho nhân loại. Lần trình diễn hang đá sống động đầu tiên đã khởi sự hồi năm 1989 với các cảnh bé nhỏ hơn hiện nay. Lộ trình dài 3,5 cây số có thể được nhìn ngắm từ một xe lửa nhỏ chạy qua các hang đá vôi, được thực hiện năm 1872. Du khách có thể chiêm ngưỡng các hang đá vôi đầy nhũ thạch được thành hình từ hàng triệu năm trước. Tiếp đến, du khách đi bộ viếng thăm các cảnh sinh hoạt có nhạc đệm với các ca viên và kết thúc với cảnh Chúa Giêsu sinh ra với các thiên thần bay trên bầu trời và cây thông Giáng sinh trang hoàng đầy ánh sáng. Bà Ilenia Sotariello, đại diện Italia đặc trách các hang đá tại Postumia, cho biết một trong các mục đích của việc trình diễn là tôn trọng khung cảnh tự nhiên của các hang động. Việc huy động 150 diễn viên gồm các nhạc công, ca viên và diễn viên để trình diễn trong các hang động ở 10 độ C có các khó khăn của nó, nhưng tất cả đã được huấn luyện kỹ lưỡng cho cuộc trình diễn hang đá sống động này, rất được công chúng ưa thích để vừa ngắm các hang động thiên nhiên, vừa xem trình diễn hoặc cảnh Giáng sinh.